Trong lúc đánh cá, một cư dân bị cá cắn rách phần mềm 1 phần 3 trên cánh tay trái, có thụn thương cơ, dây thần kinh. Trước đó, tàu cá Bình Định do ông Nguyễn Văn Lý, 50 tuổi, ngụ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, làm thường trưởng, đang khai thác hải sản tại vùng biển thêm lục địa phía nam của Việt Nam, đã tiếp cận nhà giang DK1-21, trên đề nghị hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn. Nạn nhân là ông Hà Văn Hiếu, 41 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, bị cá cắn rách phần mềm 1 phần 3 trên cánh tay trái, dài 3cm, sâu 5cm, có tổn thương cơ dây thần kinh. Lúc này, nhà dàn DK1 trên 21 phân công tổ quân y sang tàu cả cấp cứu người dân bị nạn, kiểm tra tình trạng vết thương, tiến hành ga rô cầm máu, rửa vết thương, sát khuẩn, khâu vết thương. Sau cấp cứu, người dân Hiếu tỉnh táo, sức khỏe đã dần ổn định.